Video này được mang đến cho bạn bởi content hạnh phúc và giọng đọc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập để chúng tôi tổng hợp và cập nhật từ nhiều nguồn thông tin Nếu có gì sai hoặc cần đính chính thì các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận Video này chỉ là tóm tắt phim, chúng ta có thể bỏ lỡ rất nhiều chi tiết Nếu có chi tiết nào đang nhắc đến mà bị bỏ qua thì hãy comment bên dưới để chúng ta cùng bàn luận trong hàng triệu năm, loài vượn tiến hóa thành người tinh khôn, đứng thẳng hơn, thông minh hơn, bàn tay khéo léo linh hoạt hơn. Mặc dù mấy năm gần đây chúng ta càng ngủ đi, trên thì mắt cận, dưới thì trĩ, giữa thì đau thắt sống lưng, nhưng mà chắc chắn loài người trong tương lai sẽ ngày càng thông minh, chinh phục vũ trụ, du hành thời gian, khám phá đa vũ trụ, học được phép thuật, bắn laser từ mắt hoặc là không. Tình hình hiện tại thì người càng thông minh càng có xu hướng không kết hôn và sinh con, bận yêu bản thân, yêu đời, tránh niệm các thứ. Ngược lại thì những người không thông minh lắm hay còn gọi là người ngu thì lại đẻ nhiều đẻ nhiều thì đông con nhà khó khăn thêm combo thiếu ý chí nghị lực vươn lên suốt ngày rượu chè nữa thì hết cứu mà y học thì phát triển tuổi thọ trung bình con người tăng lên thế là mấy thằng chuyên nghịch ngu được cứu sống thế là lại tiếp tục đẻ dần dần thì y quy trung bình của loài người đi xuống nhưng tình cờ một thí nghiệm của mỹ lại cứu vớt được tương lai của nhân loại đây là joe bowers một người lính với ước ao cháy bỏng là không làm gì đến lúc về hưu thế nên là anh mới yên vị với chức thủ thư trong trại huấn luyện mà ở mỹ thì người ta có đọc sách bao giờ đâu nữa là ở đây là chạy lính một ngày, Bauer được lệnh phải tham gia một dự án bí mật của quân đội. Họ đang nghiên cứu máy ngủ đông để giữ trữ vài thằng Steve Rogers mỗi khi cần đánh nhau. Vì ai mà biết được là ngoài kia còn thằng Thanos nào không? Dâu được chọn là vì anh đứng đỉnh của tất cả các biểu đồ thống kê của quân đội. Nó kiểu như này này. Hơn nữa là Dâu tứ cố vô thân nên là anh có biến mất thì chả ai quan tâm. Về phần nữ thì hơi khó tìm trong quân đội, thế nên là sĩ quan phụ trách đã phải dấn thân vào động thiên thai, thỏa thuận với tên cò Upgrade để thuê Rita trong vòng 1 năm, Cô này đồng ý thí nghiệm để xóa đi tiền án trong hồ sơ. Mục tiêu dự án là thử nghiệm đóng băng hai người trong một năm. Thí nghiệm này là tuyệt mật nên là ngoài những người trong phòng ra thì không ai được biết cả. Ngày hôm sau, Joe và Rita gặp nhau trong phòng thí nghiệm. Joe bắt chuyện với người phụ nữ sắp ngủ với mình trong suốt một năm. Rita thì không muốn nhận làm gái nên là tự nhận mình là họa sĩ luôn. Mà nghề nào thì chả như nhau, chỉ là bán những thứ khác nhau của cơ thể thôi. Hai người sau đó bước vào trong cái hộp, bơm một cái chất gì đấy vào người rồi bắt đầu thử nghiệm kế hoạch ngủ đông trong một năm. Nhưng mà không may, tay phụ trách kế hoạch bị bắt tại vì tham dự vào đường dây mại dâm. Kế hoạch ngủ đông thì quá bí mật, chẳng ai biết nên là phòng thí nghiệm cứ thế bị dỡ rồi, không một ý kiến. Cái hộp thì bị quăng quật khắp nơi như là của Fakboy. Nhân loại sau đấy thì ngày càng xem tiktok nhiều hơn Người ta bắt đầu sai chính tả nhiều đến mức không còn sai nữa Khoa học thì dồn công dồn sức để tìm cách chữa hói và chứng liệt dương Đến 500 năm sau thì loài người không còn đủ thông minh để xử lý rác nữa Và trái đất thì chính thức biến thành youtube hoặc là tiktok bất kể cái nào rác hơn một ngày núi rác tích lũy bao năm sụp đổ rác tràn vào thành phố vô tình chiếc hộp thí nghiệm phi thẳng vào nhà frito Joe choáng váng tỉnh lại anh nghĩ mình vẫn đang trong phòng thí nghiệm nên cố gắng gọi hỗ trợ và số lượng quan tâm mà frito dành cho Joe thì còn ít hơn cả tiền trợ cấp thất nghiệp của tôi một thằng trôi vào nhà với đống rác thì có quan trọng bằng xem bắn bia trên TV không tất nhiên là không frito bị làm phiền liền quẳng ngay tên lạ mặt này ra ngoài dầu chật vật đứng lên từ đống rác bỡ ngỡ nhìn thấy bọn hippie dở hơi đầy trên phố anh bắt chuyện với một đám trai trai tụ tập bên đường Nhưng bây giờ người ta nói chuyện với nhau bằng tin cốt Chứ đứa nào nói chuyện bình thường thì người ta lại bảo là thiểu năng Joe bước đến một bệnh viện với cái biển hiệu là được xuống dòng sáng tạo Bên trong thì toàn người bệnh vật vờ Bệnh viện bây giờ còn trang bị cả máy quay Thưởng cho bệnh nhân cơ hội được chữa bệnh miễn phí Y tá thì trông chất bệnh viện lắm Mặt búng ra thuốc Cô này có hẳn một bảng chọn bệnh để hướng dẫn Joe khám chữa bệnh Joe ngơ ngác đi đến cái vòi nước làm ngụm cho tỉnh Thì vòi lại xịt ra nước rau má Nước lọc bây giờ chỉ làm vòi xịt đít thôi Bước tiếp theo của chữa bệnh là chẩn đoán. Joe bước đến một cái máy sạc sỡ đầy dây dợ. Bác sĩ đưa anh một đầu dây ngậm vào mồm, một để vào tai, một nhét vào mông. Ơi từ nhầm. Ở đây cái này mới đúng này. Cuối cùng là đem kết quả đến gặp bác sĩ. Joe cầm tờ báo khiêu dâm trên bàn lên thì thấy thời gian ghi là năm 2505, nhưng mà anh lạc quan nghĩ là đấy là in nhầm. Tại bác sĩ đúng lúc này xuất hiện với điếu xì gà và vài ba lời rap. Kết quả chuẩn đoán là anh đang phê con mẹ nó rồi đấy. Và gay chắc luôn. Này nói chuyện nghiêm túc với tôi thực sự cần giúp đỡ đấy Ờ đúng chúng ta nên nói chuyện như những người gay với nhau ha Rồi đặt hình xăm lên đây rồi trả tiền trước đi Ơ ờ, hình xăm của anh đâu Joe lúc này thì đang bận để ý ngày giờ trên hóa đơn Anh hoảng hốt bật dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài Cảnh tượng đổ nát của thành phố thì đúng không phải thực tại Tại vì thực tại chẳng có thiên tài nào buộc nổi hai tòa nhà này với nhau đâu Tết bác sĩ thì hoảng hốt khi biết Joe không có hình xăm căn cước công dân Joe bẩy trọ ngay lập tức Nhưng mà thế giới bên ngoài cũng hết sức lạ lẫm nhưng mà cái quảng cáo này thì hay này Thế giới bây giờ đang trong cuộc khủng hoảng Kinh tế bị bỏ bê, bão cát phá hủy thực phẩm Người dân thì giải trí bằng cách xem một cái mông đánh rắm trong rạp Tối hôm đấy thì Joe đang lang thang tìm đồ ăn thì bị cảnh sát bắt lại Lúc trên xe cảnh sát, anh liếc nhìn thấy hộp của Rita đã mở bên vệ đường Nhưng mà cảnh sát mang anh đi mà không thèm nghe Joe được đem đến tòa vì tội quyệt tiền bệnh viện Thẩm phán ở đây thì là Tho, tức là một thằng ngu cầm búa Ông ta chỉ định luật sư cho Joe, chính là Frito Công tố viên, tại sao Joe có tội? Điều thứ nhất, nhìn mặt nó là biết có tội thôi tòa hai là hắn không có hình xăm cá nhân nên là có tội frito dõng dạc đứng lên tôi đồng ý thân chủ của tôi có tội thế là joe bị kết án có tội trong lúc đó ở phía rita cô này sống khá thoải mái ở thế giới này tại vì ở đâu cũng là thằng ngu cả mà chúng sẵn sàng trả tiền để được làm tình quay trở lại với joe anh được đưa đến nơi xăm id lên tay tên mày là gì joe joe gì joe mom mày chắc chưa không chắc đã xác nhận tên mày là không chắc Thế là Joe bị in cái tên không chắc lên cổ tay Từ giờ trong xã hội này hãy gọi anh là không chắc sau đó là đến bài kiểm tra IQ nhằm mục đích phân công công việc trong tù. Có hai ly nước, một ly nước đái, một ly nước độc thì mày chọn uống cái nào? Hai ly nước. Joe thì dễ dàng vượt qua câu hỏi mà bạn tù bên cạnh của anh thì vẫn đang chật vật nhét đồ vào đúng lỗ. Joe dần nhận ra là cái thế giới này nó ngu lắm. Thế là trên đường đến nhà tù, Joe quay ra bảo quản ngục là hôm nay anh được ra tù và quản ngục chỉ đường cho anh ra ngoài luôn. Joe chạy băng băng qua thành phố như chỗ không người Rồi quay về nhà của Frito Anh muốn hỏi Frito xem thế giới này có cỗ máy thời gian không Chắc là 200-300 năm trước người ta chưa ngu thì cũng phát minh ra rồi chứ Nên là nếu quay về được 500 năm trước Thì dâu hứa sẽ lập ra tài khoản tiết kiệm đứng tên Frito Và anh ta chắc chắn sẽ giàu Nghe đến từ giàu là Frito chốt ngay đúng lúc đấy thì cảnh sát đến bên ngoài cửa thế là frito dắt joe chạy trốn luôn nhưng mà joe tốt bụng muốn tìm rita để đưa cô về cùng joe giải thích nhanh cho rita tình hình và kế hoạch bây giờ rita cũng vội quay về để trả tiền cho upgrade nên đồng ý luôn trong lúc đó thì một cái máy đã quét được mã vạch trên tay joe máy tính lập tức dừng xe của frito lại thế này thì ai thống trị trong tương lai cũng là điều dễ hiểu thôi Frito liền đưa mọi người băng qua đường Đúng lúc đó thì cảnh sát xông ra Nã hết hỏa lực vào xe Mọi người thì nhảy mừng xung quanh như bộ lạc ăn mừng năm mới Ba người Joe tiếp tục đi bộ đến chỗ cô máy thời gian Họ đến thành phố Costco Nơi này phát triển hơn hẳn so với thành phố cũ Có hẳn Starbucks cơ mà Nhưng mà không phải bán cà phê mà là bán dâm Nói chung là cửa hàng nào bây giờ thì cũng sinh ra để làm thế cả Rita cần phải đi vệ sinh trước khi đi lên tàu Thế nên là Joe với Frito phải đứng đợi Đúng lúc đấy thì Joe bất cần để một chiếc máy quét mã vạch Khiến cho cảnh báo vang lên khắp nơi Tàu đúng lúc đó đến, giờ thì anh phải lựa chọn là bỏ đi ngay để trốn cảnh sát hay là ở lại để đợi Rita. Và trong lúc cần tứ chi hoạt động thì đầu óc của Joe lại bỗng ngu si, nghĩ đến nghịch lý du hành thời gian. Thế là chậm tàu và bị cảnh sát bắt lại. Lúc này Rita đi ra thì chỉ thấy cảnh Joe bị cô cổ. Cơ mà Joe được đưa đến Nhà Trắng, hóa ra là bài kiểm tra IQ của Joe đạt điểm cao nhất thế giới nên là được đưa đến Nhà Trắng gặp quan chức chính phủ. Ở đây thì ai mà đeo cái mề tay chịu nặng ở cổ là quan to Dâu thì được đề cử làm bộ trưởng bộ nội vụ nội các thì có thông minh hơn người dân thường hay không có chứ không làm sao làm được quan chắc chắn là thông minh bằng nửa con khủng long cụ tay đây là tổng thống Kaman cho kiêm chuyên gia đồ vật siêu sao khiêu dâm tổng thống dẫn ngay dâu đi tuyên thệ nhậm chức có ai phản đối không và giờ xin giới thiệu với các bạn quý ngài không chắc với iq tầm đấy thì dâu sẽ giải quyết hết tất cả vấn đề về kinh tế và cây trồng nếu không được thì dâu sẽ bị đá vào bi rồi tấm cổ vào tù nhưng mà tôi không biết bộ nội vụ làm gì cả thì anh có muốn biết phương hằng khá bảnh có điểm chung gì không vậy là joe chấp nhận là bộ trưởng nhưng mà thật ra là anh đã quay lại tìm Frito để vẽ đường đến chỗ cỗ máy thời gian Joe quay lại bắt toàn bộ nội các đi vi hành xem thực tế nông nghiệp như nào Đấy là cái cớ để anh tìm cách chuẩn đi Bên cạnh đó thì Joe ra lệnh quân đội tìm kiếm Rita Với lý do là Rita là tài sản của anh Khi Joe ra đến cánh đồng thì trông hoang hơn cả hoang mạc Anh lén lấy bản đồ từ Frito mà Rita cũng được đem đến luôn Joe đưa cô ra một góc riêng để xem bản đồ của Frito Và trên đời này thì có hai cái sai Một là tin rằng gọt hàm xong thì mặt mình sẽ bớt hãm lở oh. Hai là tin vào mấy thằng như Frito Thế thôi, đánh quay lại làm bộ trưởng tiếp vậy Khi mà xem xét nghiêm túc tình hình thì Joe phát hiện ra người ta dùng nước ngọt để tưới thay cho nước Công ty nước ngọt Brondo này nghĩ là đối thủ trực tiếp của họ là nước Nên là đã bỏ tiền mua tất cả những thứ cần thiết để nước ngọt của họ chiếm sạch thị trường Joe đề nghị là thay thế nước ngọt bằng nước Ban đầu thì không ai chịu, tại vì tự dưng bảo là nước rửa đít tốt hơn nước ngọt thì ai tin Joe đành phải nói là cây cối tâm sự với anh là chúng muốn uống nước mỗi ngày và thế là tìm ra giải pháp và vì đã tìm ra được giải pháp nên là tổng thống ra lệnh ân xá hoàn toàn cho anh cơ mà nếu cây cối không mọc nhanh thì Joe cũng gặp rắc rối thôi cơ mà chẳng đợi được đến lúc đấy thì rắc rối đã đến rồi cổ phiếu Brando sụt giảm người dân mất việc nên giận dữ mà đến một nửa người dân làm việc ở Brando thế là hôm trước chưa kịp múa may ăn mừng thì hôm sau anh đã phải vào tù múa quạt cùng anh bảnh Joe bị kết án một tối tham gia phục hồi chức năng cái thể thức phục hồi chức năng thì giống như đấu bò nhưng mà là người chọi với xe tải cảnh sát thì đã cảnh giác hơn với joe họ xích anh lại với the rock joe dặn dò rita đi tìm cỗ máy thời gian mà quay về luôn chứ đừng có đợi nữa quay về mà dùng nghệ thuật tuyên truyền cho con người đọc sách đi tối hôm đó joe ra trận với một con xe cá tàng đối thủ của anh thì là hai con chiến xe con đục con khoan trong lúc đó rita ở nhà chợt nhìn thấy một bông hoa hồng đã mọc phương án tưới nước của joe đã thực sự thành công yay lâm nghiệp cơ bản cô lập tức bảo Frito đưa cô đến chỗ đấu trường. Lúc này thì Joe đang phải đối đầu với đối thủ to như cái tôi của mấy thằng ngu nhưng mà nghĩ mình hay, to đến mức húc sập cửa luôn. Nhưng mà vẫn còn tay đục tài khoan đang nhăm nhe nghiền nát anh nữa. Rita thì cố gắng tiếp cận tổng thống để báo tin, nhưng mà ông này không thấy nên là không tin. Trong lúc đó Joe lại lụa đã lừa hai con xe kia tông vào nhau. Thế là đã thắng rồi ư? Không hề. Bởi vì tài xế con xe khổng lồ con sống Anh này được trang bị hết từ súng phun lửa đến pháo cối như đang chơi GTA Lúc này thì Rita đã nghĩ rằng cách là mua chuộc một tên quay phim Và bảo hắn cùng Frito đi quay lại các cảnh mầm kê trên cánh đồng Joe thì cố gắng vật lộn tránh cái chết May là tay tài, tài xế kia thì cũng biết tạo content nên là kéo dài được thời gian Mỗi tội là Frito với tay máy quay kia là phải đi làm nháy trước đã Và lúc ra đến đồng thì không còn nhớ nhiệm vụ cần làm là gì cả Hai bên đấm nhau và làm rơi cái máy quay xuống cánh đồng Và thế là hình ảnh mầm cây được chiếu thẳng lên khán đài Sự chú ý đã va vào ánh mắt của Cô Mancho. Tổng thống vội chạy xuống cứu lấy Joe Và lập tức tuyên bố Joe vô tội Lần này thì đường sống của anh đã chắc cốp. Joe lần nữa rủ Rita đi tìm cỗ máy thời gian, nhưng mà Rita không chịu, tại vì cô cũng chẳng có họ hàng người thân gì ở quá khứ. Thì thôi tại sao không làm người tinh khôn ở đây cho nó sướng. Lúc này thì Camacho cũng phong cho Joe lên làm phó tổng thống. Joe cũng nhận ra là anh không giúp thì thế giới này sẽ tàn, nên là anh quyết định ở lại. Dù sao thì cỗ máy thời gian cũng là giả. Sau vài năm thì Joe lên làm tổng thống, Rita từ làm gái trở thành đệ nhất phu nhân. Còn mọi người ở đây thì có khôn lên hay không tôi cũng chịu các bạn thì sao nếu các bạn đến tương lai thì các bạn sẽ làm gì ở cái thế giới này thì hãy comment bên dưới tôi là vui vẻ nhau đọc nhiều sách lên đừng quên đăng ký the reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại